Trước mặt các bạn chính là Đình Trọng. Và đây là một clip rất thú vị về Đình Trọng. Đây chính là khoảnh khắc chơi bóng của Đình Trọng rất vui vẻ trước khi chàng trai bị chấn thương và đã phải nén đau để có thể ra sân thi đấu. Chúng ta nhìn mà thấy tiếc nuối đúng không? Tại vì sắp tới Asian Cup thì sẽ không thể có Đình Trọng phục vụ đội tuyển Việt Nam. Và Đình Trọng sẽ phải sang Hàn Quốc các bạn nhé, để phẫu thuật. Một khoảnh khắc thú vị khi mà Đình Trọng và Văn Hậu đang ở đây. Văn Hậu thì cho rằng bóng chưa chạm chân, còn Đình Trọng thì khăng khăng là chạm rồi. Và đây là một cuộc cãi vã thú vị của hai chàng trai này. Xem ai sẽ là người làm ma tiếp theo. Có vẻ như Đình Trọng đã yếu thế rồi. Em muốn Văn Hậu là người chiến thắng và Đình Trọng tiếp tục sẽ làm ma. Nói tiếp thì Đình Trọng sẽ phải ở Hàn Quốc khoảng tầm 2 tuần các bạn nhé. Và nếu mà chấn thương có vẻ hồi phục tốt thì sắp tới thì đầu tháng 2 thì Đình Trọng có thể tiếp tục tham gia giải U22 của chúng ta. Sắp tới rất là nhiều giải đấu cho con trai chúng ta. Tiếp theo là Duy Vạn sẽ làm ma chăng? Đình Trọng đã năn nỉ. Một người nữa mình muốn nói đến đó chính là đội trưởng Văn Quyết. Đội trưởng Văn Quyết và anh Đức ở kỳ Asian Cup này sẽ không lên tuyển nữa các bạn ạ, bởi vì thầy Park muốn dành chỗ cho lứa trẻ. Trong năm 2019 chúng ta sẽ tham gia rất nhiều giải đấu trẻ, trong đó quan trọng như là SEA Games này, rồi vòng loại U23. Nên là chúng ta cần phải có những nhiều thủ trẻ cọ sát để có thể có tích lũy kinh nghiệm nữa. Nên là thầy Park quyết định nhường chỗ của anh Đức cũng như là Văn Quyết cho các cầu thủ trẻ. Đây là một quyết định tuyệt vời của thầy Park. Hiện tại chúng ta đang ở trong một bảng xếp hạng top 100 của thế giới các bạn nhé. Rất tuyệt vời rồi. Phía bên này chính là Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu chính là cầu thủ sinh năm 1999 với một thể hình quá tuyệt vời. Văn Hậu hứa hẹn năm nay sẽ tiếp tục là cầu thủ trẻ hay nhất của Đông Nam Á các bạn nhé. Năm ngoái thì Văn Hậu đã được giải cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á và năm nay thì mình tin là Văn Hậu tiếp tục sẽ thành công như vậy. Các bạn đã xem video này của mình, các bạn đừng quên là bấm like và chia sẻ video này kênh của mình nhé. Bye bye mọi người.